thanh niên uống sữa xong đang đi giấu bình này, đang đi giấu hộp này. Giống bệnh cậu Tiến chưa? Chèn lại đấy, thấy chưa? Chèn lại để giấu hộp sữa. Trời ơi. Không mất, không thấy nữa rồi. Không nhìn thấy rồi. Đây này, mẹ nhìn thấy đây này. Đâu? Đi giấu tiếp. Giấu bố. Mất rồi á. À. Mẹ thấy cái kìa. Mất đâu mà mất. Mất rồi. Anh nghĩ của em đấy, bóng của em đấy. Ôi giấu á, con giấu vào đấy á. Giấu này, giấu này. Rồi. Đâu rồi con? Hộp sữa đâu? Anh đang chơi gấu của con kìa. Đây, đi giấu trời ơi. Bẩn rồi con ạ, đừng ăn nữa nhá. Bẩn lắm rồi. Giấu à, chứ con không mang vào thùng rác vứt chứ con. Su ơi, hộp sữa mình phải cho vào thùng rác cơ mà. Thùng rác ngoài kia kìa. Đấy, con cầm hộp sữa lên cho mẹ nào. Su, lại lấy hộp sữa cho mẹ nào. Hai mẹ con đi vứt rác nhá. Rồi, cầm lên nào, cầm lên mẹ dắt dắt Su ra thùng rác nào. Đi, ra thùng rác nhá. Đi, mẹ ra thùng rác mình vứt nhá. Đi, mẹ dắt con đi thùng rác vứt nhá. Mình không được vứt lung tung con nhớ chưa. Đi, hơi xa một tí chịu khó nhá. Ok. Nào, con cầm một tay thôi. Con cầm một tay mẹ giữ tay con. Đi, hai mẹ con mình đây là thùng rác màu xanh kia kìa. Đây này, đấy, đi. Đi, mẹ với Su đi thùng rác nào, đi con. Thùng rác vứt nhá, đây này, thùng rác ngoài đây này, đấy. Đi, rồi, vứt nào, nhanh nhanh, nhanh nhanh. Đây, thấy đây rồi, mẹ. Đấy, thùng rác đây rồi. Con cho vào đấy được không? Ui, em mẹ giúp cho nào. Em mẹ bế con lên, con cho vào thùng rác này nhá. Con vứt vào thùng này. Này, con vứt vào đây. Đúng, chính xác, giỏi quá. Giỏi quá. Giờ con đi lại chỗ bố đi, bạn gấu kìa, bạn gấu đang vẫy con kìa. Bạn gấu đang vẫy con kìa. Ôi, đi đâu?